Bạn là dân châu lùng hạt isometric mà tỏ tiền chân lùng hạt nó ai máu miền front dũ sai dũ nâng thọc dũ bạn nhưng mà tỏ à đại dân thọ cú cứ miền bầy à ní x y nâng ạ giật đây là x nâng y cứ xam sắp đời gửi chân không ca cú isometric nó cứ dân cú 30 degree ធៀបជាមួយនឹងអាដេអញ្ចឹងតាមទិសអិចនេះគឺ30 degree បើសិនជាយើងគូនៅក្នុងអូតូខេតយើងវាយមុំវា30 degree អាអ៊ីក្រិចនេះ30 degree ធៀបជាមួយអាដេដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងអូតូខេតនេះបើយើងវាយ30 degree គឺវាអត់មកតាមទិសអ៊ីក្រិចនេះទេបើចង់គូ30 degree តាមទិសអ៊ីក្រិចនេះគឺយើងត្រូវតែវាយ 50 degree នៅក្នុង AutoCAD để xa tay nắng cứ thân nó cao về bằng phật nó lại càng cao bằng phật chẳng dừng mở tay nào để nó kéo bằng phật cứ dừng cù muốn á chẳng tay để bằng lịch mùi nấy cứ dừng thở cù muốn và tôi một tiết mơ không sai ví dụ cứ tay lịch pi này để mình cầm pu sai phám ta tăng hạ sập nhưng cù thọ ví dụ cho nó lịch bấy là lịch bấy cứ nói lại này là những chạp đau cụ tây lịch mùi này đập rám châu mà đập rám có phụ năng là đập rám lại ấy tập tầng bảo viên ấy cứ sai sập rám chạp đám trên bị khó nhiều bật toát with ball line provide cái size pram hay nó không nong tư ní cứ dương thầu quay mũ mà loại hạ sắp được đấy cô đang lên đập pram mũ cao mà quên đập pram mũ này phải chèn mà quên cứ bay loại sàm nữa nhưng cần mà chung với những cứ bay loại học chân đỏ sàm sắp được đấy chính nó bay loại sàm đang lên đập ra mông cao sập mất đam với đập ra chứ mất đam nó cứ mông bởi vậy xàm và đi tí đã bọn lịch mùi nó dân khu bằng phần này mình tổng một tiết dân cư lịch phí chạp đám chân phí chụp mệnh này vài hà sập mùm xàm sập tự lệ công bố phía sai phạm cho một phây nếu cho một nông một phây nữa nhưng mà bị càng lớn đăng này mông pi rồi đọc này mà từ hàng lý cứ pi rồi đọc lý chụp tay thì pi bằng lịch pi tao mình tiết những cụ lịch bảy này lịch bảy nó cứ thành lập nòng và toàn này tay lịch bảy cứ thành lập nòng và toàn mình này nên những chạm đám bị này chẳng cho mà bị càng lớn nó khơi tập tăng bảo vệ đập ram chạm đam cái chấm nói lấy cú đập phạm á tây lệch bay đi ha với dân cú lệch buồn lệch buồn cú lệch buồn sân cả bán nhưng cú mà to mà cú lệch phạm này cả bán này
Phát tắc cô lịch 4, nhưng mơ phát tây lịch 4 cứ sẵn là con vật toàn mình đi. Đại mình có bộ bảo viết cứ xàm sập kết bị bạc khảo đi. Và vật toàn mình đi. Để cho nên nó isometric cô phát tây lịch 4 cứ chạp đá mà nó vật toàn mình đi. Chẳng vật toàn nó miền mông trồng bì ní cứ dân thảo tật cú. Vật toàn chân bị trồng bì ní. Copy mà. Ba tầm lẹp và toàn trên cái này mà ba lịch 4 anh chẳng lịch 5 đi cứ viết sử dụng tên năng lịch 7 lần này chẳng bạch cụ đó dân copy màu tớ thùng lẹp trông máu chấm nói lại nếu cứ dân mơ là khơi nhẹ bán cho những trim mê chanh và giá extend và toàn nế dưới mơ bị khăn lỡ chậm nói lịch 4 nế cứ vì phọt nế vì mốc mà đọc hàng khảo này chắc lại những cái dân extend điểm ạ nế dễ đúng isometric isometric view chứ đặt dimension á hiện đặt dimension là trong isometric hồi lúc này chạy sẵn đừng nó trong video môn nữa nhưng bạn biết vì việc đặt dimension là trong isometric view rồi hỏi chúng ta đây là align dimension và tôi bị đặt dimension chẳng hóa dương sau xâm rúa từ đau bỏ dimension nó hơi strop cho mũi nó này là toàn tập này. Thế chúng ta comment D I M E D dim edit dimension edit. Tôi một tiết dùng vô oblique selector dimension để miền từ đào đi khnía select cái tay mà đo máu. Enter và tôi một tiết click P chấm nói nó lơ một toàn để dùng trong align dimension này. Chúng trong cái này nếu trong chọn align dimension để select mình nó ới slot một nó bắt nó trong tứ đạo x này click 2 chấm nọt nó lên bắt nó chấm nọt nào bạn nó ới tới 2 chấm nọt hay sẽ thân nó lên trong bắt nó và lâu này dimension cứ vi rớt ới slot chấm một nó bắt nó ngay bắt đầu chúng ra comment nó chúng nó 2 này cứ chúng select về tới một đại mà limited O enter bằng là những chọc tầm nắng isometric nữa